Rồi xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình quay clip lại chia sẻ đến các bạn cái món là miếng gà nấu măng. Thì cách làm như thế nào? Bây giờ mình xin mời các bạn hãy theo dõi clip của mình nha. Và đây là những cái nguyên liệu của mình chuẩn bị ngày hôm nay để làm cái món này, gồm có như sau nè. Mình ra chợ mình mua một con gà thả vừa khoảng chừng ký 2, 4 phần ăn. Với lại cái này là cái trứng non á, mình mua thêm khoảng chừng 100 g. Mình để đây, lát nữa mình đem đi sơ chế sau. Rồi, măng tươi thì mình chọn khoảng chừng 400 g. Măng mà măng luộc sẵn cũng được các bạn, hoặc là măng khô, măng le, măng tre gì cũng được. Mình để đây, lát nữa mình sơ chế và nấu nha. Để đây. Rồi, gia vị gồm có nè, gừng một củ khoảng chừng 40 g, với lại hành tím khoảng chừng 60 g như vậy các bạn. Tỏi thì một củ lớn lớn mình lột ra được vậy, với lại khoảng chừng 4-5 quả ớt. Đó, lá chanh thì mình chuẩn bị khoảng ít, khoảng chừng 5 lá như vậy. Rồi tiêu hạt đập dập á, mình khoảng chừng nửa muỗng canh. Rồi hoa hồi khoảng một bông như vậy. Với mình có chuẩn bị thêm là hai nụ đinh hương như vậy các bạn, để lát nữa mình nấu cho nó thơm nó ngon. Để đây. Rồi cái có vỏ quế nè, khoảng chừng khúc vừa vừa như vậy. Rồi đây là cái củ cải trắng, thì mình chuẩn bị củ lớn lớn để lát nữa mình nấu nước dùng mà các bạn. Ngoài ra có hành tây nè, một củ. Với này là rau răm, thì mình chuẩn bị bó nhỏ nhỏ khoảng ít như vậy, lát nữa mình ăn sau bỏ vô sau cho nó ngon. Rồi chanh thì có hai quả chanh đó các bạn. Với hành lá nè, khoảng chừng 4-5 gốc. Với ngò rí cũng vậy luôn, gốc ngò rí nha các bạn nè, chuẩn bị khoảng chừng 4-5 gốc như luôn đó các bạn. Để đây. Đây là miếng nè, mình mua gói khoảng chừng 200 g. Để lát nữa mình chia thành 4 phần. Rồi thì cái nguyên liệu của mình đã chuẩn bị xong hết rồi đó các bạn. Bây giờ bước đầu tiên thì mà mình sẽ đem măng đi sơ chế nè. Mình sẽ cắt măng ra, nó lát lát nó vừa vừa như vậy. Rồi cái mình sẽ đem đi tước đó, mình đem đi tước măng ra nó nhỏ nhỏ như vậy các bạn. Thì tùy theo ở nhà mình ăn dày hay mỏng thì cũng tùy theo nha các bạn. Nhưng mình đi tước như vậy để lát nữa mình làm cho nó được thấm, nó thơm, nó ngon, ăn cho nó được hấp dẫn. Rồi mình cho cái nồi nước luộc măng nè. Đó, mình tước măng xong rồi cái mình cho vô cái nồi nước để mình luộc lại măng. Thì măng này mình luộc khoảng chừng 5 phút nha các bạn, 5 đến 6 phút vậy đó, để cho nó sạch sẽ nè. Rồi cái lát nữa mình đem đi sơ chế nữa. Trong cái thời gian chờ đợi thì mình đem gà ra sơ chế nè, cho muối vô với lại nước chanh đó các bạn. Mình lấy một quả mình vét cắt ra, vét ra nước, rồi mình xoa bóp, mình chà rửa gà cho nó sạch nha các bạn. Chà rửa bên ngoài bên trong hết tất cả các mặt của con gà luôn đó, rồi mình xả, mình rửa lại với nước sạch cứ như vậy. Rồi lúc này cái măng mình đã luộc khoảng chừng hơn 5 phút rồi đó. Bây giờ mình sẽ vớt ra. Mình vớt ra nha. Mình có chuẩn bị cái thau nước rồi, mình vớt ra mình cho qua cái thau nước lạnh đó, để mình còn đem đi xả đi rửa lại nữa các bạn. Vớt hết ra luôn. Rồi thì mình sẽ đem đi rửa nè, mình xả mình rửa lại. Mình cứ xả mình rửa như vậy cho nó sạch nha các bạn. Một nước hai nước gì cũng được, như vậy là được rồi. Rồi bước tiếp theo mình sơ chế trứng non này, muối nè mình cho vô một muỗng cà phê này, với lại gừng á mình cắt khoảng chừng 2-3 lát. Đó, cắt như vậy rồi khi mình đập dập ra. Đó, đập dập ra rồi khi mình lấy ra mình cho vô cái nồi nước. Nước này cũng gần sôi rồi đó các bạn. Hành tím cũng đem ra đập dập luôn, khoảng chừng 5-6 củ gì đó, nhỏ nhỏ như vậy, cái cho hết nó vô. Rồi tỏi một tép mình lấy ra đập dập luôn, cũng cho vô luôn các bạn. Lá chanh thì mình lấy hai lá mình dò vậy cho vô. Rồi lúc này mình sẽ cho trứng non với lại bộ lòng vô luôn nha các bạn, để mình trụng mình khử mùi. Mình sẽ trụng mình rửa, nước nó sôi như vậy khoảng chừng 1 phút đó là được. Mình trụng vào rồi cái mình vớt ra nha. 1 phút mình vớt ra trong cái thau nước lạnh luôn các bạn, để mình còn đem đi rửa lại nữa. Thì mình đem ra mình rửa với vòi nước sạch như vậy đó, như vậy là mình đã sơ chế xong rồi đó. Rồi lúc này mình sẽ nấu nước dùng gà nè, 3 lít nước đó, mình cho muối khoảng chừng 1 muỗng cà phê đầy. Rồi mình cho hành tím vô nè, khoảng chừng 4 củ. Rồi gừng đập dập 2 lát. Với lá chanh còn lại nhiều mình đem ra mình dò như vậy cho vô luôn, để cho nó thơm đó các bạn. Rồi lúc này mình sẽ cho gà vô lúc nước nó đang còn ấm như vậy, để mình luộc gà để cho nó ra cái nước cho nó ngọt nó ngon đó các bạn. Cho gà vô luộc luôn.
Rồi lúc nào trong thời gian chờ nước sôi thì mình sẽ cắt cái hành tây ra để mình đem đi nướng nè, và các cái gia vị á mình cho ra một cái giấy bạc cắt đôi nha các bạn. Rồi mình sẽ cho cái bơ hoa hồi nè, vỏ quế nè, với lại cái nụ đinh hương nè, tiếp đến gừng. Hồi nãy mình có ăn củ cắt được nhiều còn nhiều mình cho vô luôn, với lại hành tím nè, cho hết vô để mình đem đi nướng cho nó thơm. Rồi cái mình gói giá bạc cho nó kín lại hết như vậy, mình gói như vậy để mình nướng cho nó được thơm, nó được chín, nó thơm á các bạn. Gói lại rồi xong rồi, bây giờ mình sẽ cho lên cái bếp để mình nướng nè. Thì mình nướng như vậy để cho nó được thơm á các bạn, mình vừa nướng vừa canh vừa trở khoảng tầm chừng 6-7 phút gì đó. Rồi mình nướng nướng mà nó cảm nhận nó thơm lắm các bạn. Nhưng mà được rồi, khi mình lấy ra đó, cái mùi gia vị nướng rất là thơm luôn đó các bạn. Rồi cái mình nướng xong mình sẽ cho hành tím vô với lại quế nè, rồi các cái hoa hồi nè, rồi nụ đinh hương nè, bọc lại. Rồi còn cái củ hành tím mình sẽ bóc, mình bỏ những cái mà cái cháy xém này đi để rồi cái mình cho vô cái nồi nước dùng luôn nè, cho hết đi vô để mình nấu cho khỏi bị đen nước đó các bạn. Rồi cho hết một củ hành tây nướng vô luôn. Rồi cái gia vị lúc nãy mình cho vô mình nấu chung luôn. Gừng nè, thì cái củ gừng mình nướng lên đó các bạn, xong rồi mình cắt như vậy. Đó, mình cho cái gừng nướng vô nè để mình nấu nè. Tiếp đến mình cho cái củ cải trắng mình đã cắt lát như vậy rồi, mình cho vô để mình hầm chung á cho nó ra nước ngọt. Xong rồi mình lấy cái cây ngò rí ra, mình cắt mình lấy phần gốc thôi các bạn. Mình lấy phần gốc nè, để mình cho vô cái nồi nước dùng mình nấu cho nó thơm mà, và canh thời gian 20 phút nha các bạn. Rồi con gà mình đã luộc 20 phút rồi đó các bạn, cũng đã chín rồi. Bây giờ mình vớt gà ra, mình để gà ra ngoài để cho nó nguội nha. Mình đã đây để lát gà nó nguội rồi, cái mình hãy đem đi xé và chặt gà nha. Rồi tiếp đến mình xào măng nha, cho dầu vô ăn nè, khoảng chừng 2 muỗng canh với tỏi băm. Tỏi băm nhỏ một củ các bạn, mình cho vô hết luôn, mình phi thơm lên. Đó, phi thơm vàng như vậy là được. Rồi cái mình chia ra làm hai, một nửa để riêng, lát mình xào trứng, rồi còn lại mình xào măng nè, cho măng vô luôn. Mình cho hết măng vô mình xào. Đó, mình canh lửa lớn lớn nha các bạn, để mình xào cho nó gia vị nó bám cho nó thơm. Rồi mình đem nếm vô nè, một muỗng hạt nêm nè, muối nè, một muỗng cà phê nè, với lại bột ngọt một nửa muỗng cà phê luôn. Đường trắng thì mình cho một muỗng canh, nước mắm mình đem hai muỗng canh luôn các bạn, cho nó đậm đà. Sau đó mình cho tiêu đập dập vô khoảng chừng một muỗng cà phê cho nó thơm. Rồi mình hãy tiếp tục mình xào nữa. Mình xào như vậy cho nó được thấm gia vị nè, canh lửa lớn lớn luôn các bạn. Đó, thì khoảng thời gian mình xào khoảng chừng được 4 phút rồi đó. Bây giờ nó đã xong, mình vớt ra để đây lát nữa mình nấu, mình cho vô nồi nước dùng mình nấu á. Rồi lúc này mình sẽ cho cái phần mà dầu tổ phi lúc nãy còn chừa lại nhiều, cho hết vô để mình xào trứng với lại cái bộ lòng. Đó, cho hết nó vô mình xào nha. Mình cho cái mề gà, gan gà hay trứng non nè. Rồi mình sẽ canh lửa lớn, mình xào cho các cái gia vị nó thấm, nó bám đều hết trên các cái miếng trứng nè, cho nó thơm, nó ngon. Rồi mình nêm vô một muỗng cà phê hạt nêm nè, tiếp tục mình xào. Đó, xào nhanh khoảng 1 phút là xong rồi đó các bạn. Rồi thì cái nồi nước dùng mình nấu cũng được khoảng chừng 30 phút rồi đó. Bây giờ mình vớt những cái gốc ngò nè, rồi cái gia vị mình lấy ra luôn nè. Đó, mình lấy hết cái gia vị ra rồi, cái củ hành tây á, mình cũng vớt ra với lại lá chanh. Mình chỉ được chừa lại cái củ cải thôi với lại nước. Rồi cái phần nước dùng còn lại khoảng chừng 2 lít nước á. Đó, mình cho măng vô luôn. Măng hồi nãy mình xào rồi đó các bạn, mình cho hết vô. Mình cho vô rồi cái mình nêm nếm thêm nè, một muỗng canh hạt nêm nè, với lại đường phèn, đó, một muỗng canh đầy, với bột ngọt một nửa muỗng cà phê luôn. Sau đó mình hãy nêm nếm lại nha các bạn, cho nó sôi sôi lên chút rồi cái mình nếm lại thử nó vừa ăn chưa. Mình nếm lại nha, nếu mà nó chưa vừa thì mình đem thêm gia vị nè, muối nè, rồi đường nè, đó miễn sao cho nó vừa khẩu vị gia đình của mình là được nha các bạn. Rồi lúc này con gà đã nguội rồi, mình đem gà ra mình chặt gà rồi mình xé ra luôn các bạn. Đó, thì với mình thì mình chừa cái phần đùi gà như vậy để lát mình ăn nha, mình cho mỗi tô mỗi cái đùi như vậy cho nó ngon. Rồi còn cái phần ức gà mình sẽ lấy ra riêng để riêng nè. Rồi còn cái phần xương gà mình đem chặt ra, mình cái phần xương gà mình chặt ra để mình cho vô cái nồi nước dùng lại để mình nấu nha. Thì cái ức gà này mình sẽ xé nhỏ đó, mình xé nó vừa vừa như vậy để lát nữa mình cho lên cái tô miếng đó, ăn cho nó ngon.
Đó, mình sẽ hết như vậy các bạn. Rồi còn cái phần mà mề gà đó mình xào lúc nãy á, mình lấy ra mình cắt nhỏ nhỏ như vậy. Rồi cái mình sẽ cho vô cái nồi nước dùng mình nấu nữa. Đó, cái mề gà này mình nấu chín lên cho nó ngon. Rồi mình sẽ cho cái bộ trứng non này với lại gan nó cho hết vô để mình nấu luôn. Lúc này mình sẽ canh lửa mình nấu thêm khoảng chừng 10 đến 15 phút, lửa riu 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 nha các bạn. Rồi là xong rồi đó. Đó, trong cái thời gian chờ đợi thì mình sẽ đem miếng ra đi ngâm nha. Lúc này mình ngâm khoảng chừng 10 phút để cho cái cọng miếng nó nở ra. Rồi mình đi trụng nước sôi rồi mình ăn nha các bạn. Đó. Trong thời gian chờ đợi thì mình sẽ pha cái nước chấm nè. Đó, nước mắm này có 3 muỗng canh này. Tiếp đến thì mình cho đường nè, đường cắt trắng các bạn, cho khoảng chừng 3 muỗng canh như vậy. Mình sẽ cho thêm vô là nước cốt chanh 2 muỗng. Rồi cái nước hầm gà mình múc 1 muỗng á, muỗng canh á, mình cho vô. Mình sẽ đánh tan cái đường lên, nó các cái gia vị nó tan ra luôn các bạn. Rồi lúc này mình sẽ cho cái gừng băm nè, 1 muỗng canh đầy. Tỏi băm 1 muỗng canh luôn. Tiếp đến ớt, mình ăn nhiều cho nhiều, mình cho 1 muỗng canh như vậy. Thì cái nước chấm của mình đã làm xong rồi đó các bạn, cũng đơn giản. Nước mắm, tỏi, ớt, chanh, gừng, chua, ngọt, đó, nước chấm đã xong rồi đó. Lúc này thì miếng mình ngâm được 1 phút rồi, thì bây giờ mình vớt ra, cọng miếng nó cũng đã mềm. Mình cảm nhận như vậy nó mềm rồi, cái mình vớt ra tô nha. Thì lúc này mình đem miếng nè, mình ăn nhiều á, mình cho vô, mình trộn nước sôi rồi mình cho ra tô luôn các bạn. Sau đó mình múc nước dùng, mình chan lên. Thêm đùi gà này, măng nè, thêm ít lá rau răm, ngò rí, hành lá, đó, tóp mỡ. Như vậy là cái món miếng gà nấu măng của mình đã làm xong rồi đó các bạn. Bây giờ mình xin mời các bạn dùng nha. Để mình ăn thử coi nó làm sao nha. Xin mời các bạn nha. Xin mời các bạn nha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nha. Thì cái món ngày hôm nay mình ăn cảm nhận cái miếng thịt gà này nè, rất là thơm, mềm, cọng măng thì giòn sực sực, miếng thì mềm dẻo, kết hợp với nước dùng, ăn rất là tuyệt vời. Nếu các bạn coi thấy hay vui thì hãy nhấn like, rồi nhấn đăng ký kênh và chia sẻ đến mọi người cùng coi cho vui nha các bạn. Và bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn nha.